Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe hoàn toàn mới của dòng Toyota, chiếc xe Yaris Cross. Và trước mắt chúng ta đây là phiên bản cao cấp nhất, phiên bản xăng lái điện. Và song song với nó sẽ có một phiên bản nữa, phiên bản thuần xăng. Và em sẽ giới thiệu anh chị về chiếc xe xăng lái điện này có những cái gì. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu sơ bộ về tổng quan về xe, cũng như là giới thiệu chị về giá bán của hai chiếc xe này. Chiếc xe phiên bản cao cấp nhất, phiên bản xăng lái điện trước mắt chúng ta đây thì có giá niêm yết là 838 triệu, hiện tại đang được giảm 50% thuế trước bạ từ nhà máy. Và phiên bản thứ hai, phiên bản thuần xăng có giá niêm yết là 730 triệu, và cũng đang có gói hỗ trợ 50% thuế trước bạ từ nhà máy tới anh chị. Anh chị là ăn bánh thời điểm này là quá hợp lý rồi. Và chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, cũng được rất nhiều người quan tâm. Nếu mà anh chị chưa có cơ hội để đến showroom xem thì em xin phép là quay để giới thiệu anh chị về chiếc xe này, và đặc biệt là phiên bản xăng lai điện có màu rất là thể thao, màu trắng ngọc trai nóc đen, màu cao cấp nhất, màu cao hơn giá niêm yết là 12 triệu. Có nghĩa là nếu anh chị là phiên bản trắng ngọc trai nóc đen này sẽ có giá là 860 triệu, cao hơn so với giá niêm yết 850 triệu, cao hơn so với phiên bản màu niêm yết màu đen là 12 triệu. Thì chiếc xe này được trang bị những gì? Đầu tiên để nói phân biệt giữa hai dòng xe, giữa hai phiên bản, thì chiếc xe này là chiếc xe hybrid HEV, thì được sử dụng động cơ là hybrid, chỉ tiêu thụ khoảng 3,8 lít trong 100 cây, tiết kiệm được gần một nửa số xăng anh chị đi, và cũng trang bị thêm rất nhiều option. Và tại vì sao chiếc xe này lại có cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó tốt như vậy? Bởi vì là xe dùng một động cơ xăng giống như động cơ xăng bình thường, tuy nhiên lại có thêm một hệ thống máy điện và hệ thống pin hybrid nữa, thì xe sẽ hấp thụ được nhiên liệu năng lượng khi mà anh chị dư thừa, khi anh chị phanh sẽ phanh tái sinh để sạc lại cho cái pin ở trong xe, pin hybrid. Và khi anh chị tăng tốc hoặc cần sử dụng đến năng lượng của điện thì sẽ dùng năng lượng từ cái pin đấy ra, nên là xe thì tăng tốc rất là mượt mà, rất là yên tĩnh, lại vừa tiết kiệm điện, tiết kiệm xăng, bảo vệ môi trường. Thì đó là về cái tối ưu về cái máy, cái bộ máy trong cái mắt capo này. Thì còn ở phần đầu xe thì xe được trang bị những gì? Cụm đèn full LED, đèn pha cốt tự động, có thể điều chỉnh được độ cao thấp, có trang bị gamma 60, có trang bị đèn sương mù dạng LED, hai cảm biến trước, và như anh chị thấy ở trên gương nó có hai cái camera stereo để phụ trách cả chức năng là cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, giữ làn cho anh chị này, có tốc độ thích ứng DRCC, có nghĩa là anh chị đi ngoài đường mà cài chân ga tự động là 70 km/h, nhưng mà xe phía trước của mình chỉ đi 60 thì mình sẽ tự động giữ khoảng cách, chỉ đi 60 để giữ khoảng cách an toàn. Có hỗ trợ phanh cho anh chị này, giữ làn, và la răng là dạng phay xước 18 inch, gầm rất là cao. Hạ máy xuống một cho anh chị thấy cái gầm xe rất là cao, đi tự tin luôn. Và anh chị thấy ở đây là có ký hiệu HEV này, phiên bản xăng lái điện HEV. Gương thì cũng rất nhiều công nghệ, gương có cảnh báo điểm mù trên gương, có cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, và có hai mắt cam hai bên trong cái cụm camera 60. Phần tay nắm cửa bên em đã lắp thêm cái bộ bảo vệ xe, bảo vệ cho hõm cửa, có chạm thông minh này, chạm vào là mở cửa, chạm vào là khóa cửa. Như chị thấy ở đây là cái tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 3,8 lít trên 100 cây. Vừa rồi thì là phần đầu xe và thân xe. Anh chị thấy một cái góc nhìn rất là đẹp của chiếc xe này, phần nhìn 45 độ từ phía hông. Sự kết hợp giữa phần đuôi xe có giá nóc, có vây cá mập, rồi những cái đường vuốt ở phần đuôi xe, cụm đèn hậu. Anh chị thấy là chiếc xe này là hướng đến giới trẻ này, rồi cái thiết kế của Toyota bây giờ là rất là mới, rất là hiện đại rồi. Phần đuôi xe thì cũng trang bị cụm đèn full LED, có mắt cam sau trong cái hệ thống camera 60, có hai cảm biến sau. Em sẽ vào phần nội thất để giới thiệu thêm cho anh chị. Chiếc xe này thì được dùng cái nội thất là màu đen, đa số là da đấy anh chị ạ, và có thêm một vài cái đường chỉ màu xanh này nữa, thể thao, và thể hiện đây là phiên bản xăng lái điện. Đây là nhựa mềm này, đây là da, đây là da. Thì dưới này thì chắc chắn nó sẽ là nhựa rồi.
Còn gương thì có cụp mở tự động này. Anh chị thấy ở khu này có rất nhiều là phím chức năng em vừa giới thiệu qua, em sẽ điểm lại. Đây là chống chân trượt, bật tắt, hệ thống cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ phanh này. Và gì nữa, cúp điện. Đây là cái cảm biến. Đây là có cả gì nữa, có cả cảm biến áp suất lốp. Bây giờ mua chiếc xe này anh chị gần như không phải độ thêm những chức năng ấy nữa rồi. Cảm biến áp suất lốp, có cả chế độ lái điện và có cả đèn pha thích ứng tăng giảm độ cao thấp của đèn. Ghế thì được dùng là ghế điện, ghế chỉnh điện 8 hướng. Phần vô lăng thì rất nhiều nút bấm, cụm điều khiển của màn hình giải trí, màn hình đa thông tin. Còn bên này là màn hình giải trí này, chế độ lái, rồi có cả điều chỉnh giữ làn đường, giữ khoảng cách an toàn. Đèn thì có đèn tự động. Em sẽ để máy lên anh chị xem nhé. À, chìa khóa em lại không để trong xe mất rồi. Không sao cả. Thì anh chị thấy ở đây là cái màn hình của xe, màn hình zin theo xe thì có cái kích thước là rất là lớn, là 10, kích thước hơn 10 inch. Đây em mang chìa khóa vào trong xe rồi. Anh chị thấy có tiếng gì không ạ? Chỉ có một tiếng tít của hello xin chào và như máy có ready, thế là đi được thôi. Màn hình 10 inch, cụm điều hòa là điều hòa auto, thiết kế rất là đẹp. Có gì đó, có cả sạc không dây, có hai cổng sạc cho anh chị rất là tiện lợi. Và ngoài ra thì xe được trang bị cái bộ loa 6 loa là loa piano, chất lượng âm thanh rất là tốt. Và đây là phanh tay điện tử, phanh tay điện tử của xe. Cái dấu số ở dạng P này để anh chị đổ đèo xuống dốc nó an toàn hơn. Và một cái nữa, xe có cửa sổ trời, cửa kính trời toàn cảnh. Mở một chạm. Đó. Có khay để cốc cho người ngồi phía sau này. À, ngồi phía trước này. Nội thất rất là đẹp, rất là nhiều công nghệ cho chiếc xe Elite Cross này. Em sẽ ra phần hàng ghế thứ hai để anh chị xem nhé. Hàng ghế thứ hai thì rất là rộng rãi, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Đó, ngồi rất là rộng, tầm nhìn rất là thoáng. Có đây là đèn cho hàng ghế thứ hai. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Yaris Cross này. Em sẽ phần ra phần cốp xe để mở cho anh chị xem về cái cốp này nhé. Cốp thì được dùng cốp điện, em cũng vừa giới thiệu bên trong rồi. Dòng xe Toyota nói riêng mà dòng xe Elite Cross nói chung là cái cốp rất là rộng, có ngăn để mùi. Em đã trang bị sẵn khay hành lý cho xe rồi. Đây là khay hành lý đây, lốp. Có hai cái nấc để mình hạ cái cốp, mình có thể để cái nấc này và hạ hàng ghế thứ hai xuống thành một cái sàn phẳng, hoặc là anh chị có thể hạ cái cốp này xuống một nấc bên dưới này để tối ưu cái không gian để đồ cho anh chị. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về chi tiết nội ngoại thất chiếc xe Toyota Yaris Cross phiên bản xăng lái điện. Anh chị cần em tư vấn thêm về giá lăn bánh hay là các vấn đề về trả góp hay về các vấn đề khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.